Xin chào các bạn đã quay lại với chương trình Sửa Xe Đạp với Xe Đạp Bike Shop. Hôm nay Vân có hai người bạn hướng dẫn viên lâu quá không gặp, thì họ có ghé chơi, thì họ cũng có xem qua vài video của Vân làm, thì họ đóng góp rất là quý giá. Vân xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và ủng hộ kênh Sửa Xe Đạp với Xe Đạp. Hai người bạn đến thăm Vân thì họ có xem qua nhiều kênh, thì họ có đóng góp ý kiến cho dân rất là hay. Họ nên nói dân làm một cái nó trật tự hơn. Nhiều lúc anh em á, người ta xem cái người ta bị rối, tại vì dân làm, dân chưa bao giờ làm như thế, dân không có viết ra ý tưởng ABCD, một hai cấu trúc về phần thanh bài mở bài đại khái, xách cái máy ra rồi lấy đồ ra là làm, mặc áo vô làm, không có sắp xếp gì hết. Thành ra trong đầu nhớ bao nhiêu nói bao nhiêu, có lúc sắp xếp được trong đầu ý tưởng nhưng mà khi nói ra nói thiếu, và khi làm đúng nói sai lỡ lời, hoặc có lúc dân nói những cái video dân nói dân làm sai mà dân nói đúng lỡ lời hoài các bạn, thì ý kiến đóng góp của các bạn sẽ làm cho chương trình những YouTube sẽ video clip sau. Hai bạn cũng có nói về vấn đề cảo sơn, thì anh ta thì anh bạn tôi cũng nói là tôi cảo sơn xong đẩy nó cong cái cảo dặn, tôi để sợi sơn vô cảo, tôi dặn nó đẩy sợi sơn cong qua bên kia luôn, thì tôi mới nhớ lại cảo sơn mình giờ tiễn hay nó về, tôi quay vô tôi gây bản ra tôi làm việc. Ta có khái quát về xích xe đạp, sơ lược về xích xe đạp nha các bạn. Xích xe đạp thì về xe đạp thể thao thì ngày nay chúng ta có xích 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, chúng ta chia ra phân khúc ra hai cái đi, cái 6, 7, 8 và cái 9, 10, 11, 12. Thì thường nha, chứ không chính xác nha các bạn, tại có những hãng làm thường thôi, thì thường á thì cái dây xích mà 6, 7, 8 thì nó dày, cái độ dày của dây xích á nó dày, lý do đó cái pin, cái chốt pin đó các bạn trên sợi xích nó có những cái chốt xỏ ngang để liên kết những mắt sơn với nhau thành một sợi sơn dài, đó là chốt pin. Thì xích 8, 6, 7, 8 có độ dày và cái đầu chốt pin á nó được lả lê vê mà lả ở ngoài, tại nó lầu lên ra ngoài chút xíu, nói chung cũng dài dèm thôi chứ không đến nỗi không đến một ly đâu, thì nó lả ở ngoài, nó ta gọi là chốt pin lầu hoặc chốt pin dương đi, lầu ra ngoài đi dễ, trong cơ khí người ta hay gọi là âm dương, có lực bù trừ đó. Thì về sơn này á, chúng ta cạo xích đó, cạo sơn và ép lại, thì để chốt pin lại đó ta gọi là ép lại, mình dùng được nhiều lần. Cái này là có sơn Shimano thì người ta có chốt pin, còn những hãng khác thì người ta làm không làm chốt pin mà ta làm mắt khóa sơn. Thì có những khi chúng ta xài cũ lâu rồi đi thì mắt khóa sơn cũ chúng ta có thể nấu sơn mà chúng ta không cần khóa sơn, thì chúng ta có thể dùng những chốt pin ta cào ép qua là chúng ta ép lại nha. Thì về cả xích 6, 7, 8 nói chung đi, thì chúng ta chốt pin chúng ta ép qua lại, cạo ra lấy sơn ra và ép chốt pin trở lại bình thường, thì chúng ta dùng được cũng nhiều lần, nó cũng dễ, nói chung là cũng 3-4 lần thôi, chứ nhiều quá thì nó lỏng cái đầu, chúng ta đạp nó bị rớt. Rồi xích 6, 7, 8 tốc độ các bạn ít khi dùng khóa xích, ta gọi là mastering á, thì khóa xích thì thấy thường Shimano thì ngày nay có làm, còn trước kia thì những dòng sơn cũ ít có khóa sơn lắm, hoặc là chúng mình vừa nói 6, 7, 8 bây giờ 9, 10, 11, 12 thì chốt pin của nó, lý do đó chốt pin nó không có lầu ra, không có lầu là chốt pin âm, thì là tán là ghê đó, là tán âm, cái như bắt xích đó các bạn, nó móc cái lòng chảo thế này nè, nó tán là ghê âm ở trong, ở ngoài tán vô nhưng mà nó âm, cái nhà âm so với cái mặt của mắt xích, mặt ngoài của mắt xích thì nó lo ra giống như lo kèn nha. Độ dày của mắt xích nó mỏng,
mỏng hơn 6.8 nhiều. Rồi đầu chốt pin đó là LV âm, tôi vừa nói là LV âm. Rồi dùng cạo xích đó, chúng ta dùng cạo đó, nếu mà chúng ta biết cạo nha, và cạo khéo, chịu khó làm tỉ mỉ thì chúng ta cạo ép ra vô, chắc xài được một lần thôi, lần thứ hai vẫn được, nhưng mà khi chúng ta đạp tăng tốc đó, có thể bị rớt ra. Nó khác biệt thế này các bạn, khi chốt pin lồi là chốt pin đó, nó lồi nó dương lên trên cái mặt hai cái má di xích, má trong và má ngoài, dương chút xíu lả ra, chúng ta cạo ra cạo vô thì nó vẫn lồi ra và nó lả ngoài, nó dễ hơn. Còn khi mà chốt âm nè, còn những xích dần mà 9, 11, 12 này các bạn, là nó lả lê vê, lả âm ở trong, thì móc lòng chảo trong nó lả âm thì nó giống như cái chén lo càng đưa ra nè. Thì khi chúng ta cạo ra nó rất là khó, đẩy ra cái đầu bên kia đi dễ, mà cái đầu bên đây nè, cái đầu mà chúng ta đẩy nè, cái phía mà chúng ta đang đẩy nó lo kèn, mà lo kèn hướng ra nè, đẩy nó nâng ra qua bên kia, qua bên kia xong rồi khi chúng ta gắn cắt sơn và làm vệ sinh sơn gì đó, chúng ta gắn trở lại nè, rất là khó, nó lo kèn mà gắn lại không khéo là nó đẩy banh luôn, nó phá ra luôn, không được, thì làm phải khéo tay. Thì tôi nói là chốt pin đây, tại sao tôi nói là mỗi cái sơn 9, 11, 12 nó có chốt pin, sơn của Shimano, dù nó có chốt pin đi, mà chúng ta không sử dụng nó mà chúng ta lại khóa chỗ khác. Nên là chúng ta nói trường hợp chúng ta đang chạy xe mà bị đứt á, bị đứt, là mất chốt pin, mất khóa đi, không còn cách nào để chúng ta sử dụng hết, không còn chốt pin, không còn khóa, không còn mastering, khóa sơn để chúng ta làm. Thành ra chúng ta chọn bất cứ cái pin nào để chúng ta kết nối gì sơn và chúng ta tiếp tục hành trình, đúng không? Rồi rất khó nha các bạn. Thì về xích 9, 11, 12 nè, tốc độ á, thì có khóa xích, thường có khóa xích đi kèm. Còn đối với mình nói chung nha, nói chung có xích đi kèm, có khóa sơn. Thì khóa xích á, thường là không dùng được lại quá 4 lần khi cạo ra và ráp lại. Thì các bạn khi các bạn chạy đó, thỉnh thoảng các bạn đi off-road bao lâu chạy trời mưa, hoặc chạy từng tháng chạy nhiều á, hoặc các bạn vô dầu mỡ sơn nó nhiều quá, cái nó phản tác dụng, nó dính đất, nó dính trong đó, cái nó bâu lên sơn nó rít chịch giống như bánh ít vậy, thì các bạn phải làm vệ sinh. Mà nhiều khi có những người ta làm để giờ làm vệ sinh, để như vậy người ta làm vệ sinh làm trên xe luôn, có người ta tháo ra, tháo mastering ra, đúng không, tháo ra thì làm vệ sinh nó dễ hơn, rồi xong nó gắn lại. Thì nó rất là khó cái này là chúng ta không được dùng nó nhiều lần. Khóa mastering nó giống như cái tương tự như còng số 8 các bạn, chúng ta dễ số 8 sao thì nó như vậy. Thì giữa cái eo nghe số 8 á, thì nó là khoảng trống, mà nó là cái eo để nó dướng, nó khóa cái đầu kia lại, thì chúng ta tháo ra tháo vô nhiều quá đó, nó bị mòn. Khi chúng ta chạy nó rớt ra cái là coi như cùi sên dò dĩa gì nó quấn đi hết, còn tiêu bộ rút nguyên quạt nha. Thì thôi chúng ta đừng có ăn gian quá, chúng ta tiết kiệm tiền, xài 4 nhiều lần quá nó lỏng. Các bạn đừng nghĩ là đạp nó chặt tới không, thỉnh thoảng các bạn gia ra kẹt gì nó vẫn rớt ra nha. Rồi giờ nói về mình, nãy giờ tôi vừa nói tất cả là mình nói chung về tất cả các loại xích. Thì bây giờ tôi nói về riêng xích của Shimano, thường dùng là nó chốt pin. Thì chúng ta chốt pin của nó chúng ta cạo 2-3 lần. Chốt pin của nó chúng ta cạo thì nó làm cho chốt pin của các bạn nó có hai khúc, hai đoạn, đoạn đầu và đoạn giữa. Đoạn đầu thì hình mũi tên, nó là dẫn đường, còn đoạn sau là đoạn khóa là chốt pin. Khi mà chúng ta đẩy chốt pin vào bằng mặt bên ra, cái bên hướng mà chúng ta đẩy vào đó, thì khúc bên kia chúng ta lấy kìm, hoặc chúng ta có thể kìm tay cũng được để gãy ngang. Thì cái đó là cái đầu dẫn đường. Tại sao gọi giờ đầu dẫn đường? Khi chúng ta ráp hai mắt sên lại đó, hai mắt sên lại thì nó khó mà mình canh bằng tay, mà các bạn để trên cái cạo sên mà nó khó là ngay lắm. Thì chúng ta để vô cái đầu mũi tên đó là nó sẽ đi qua hai mắt sên, nếu mà nó lệch nhau
nó lật hai cái hình tròn nó lật nhau mà nó không đồng tâm đó, méo qua nó lật qua bên trái cái lật qua bên phải, nó vẫn còn khe hở để đi vào, thì cái mũi nhọn mũi tên nó nông vào, nó sẽ tạo cho nó làm cái đường tâm để cho hai mắt sen này khóa cái hai cái mắt sen chúng ta nối lại đó, nó đi vào đúng vị trí đúng tâm đó. Thì Shimano làm hai cái đoạn đó là nó chỉ là cái khúc trơn thôi để đi thôi, còn cái khúc pin nó sao đó là khúc đó là nó có hai đầu là lã lê vê bên trái và bên phải, và cái độ dung sai rất là nhỏ, khi chúng ta đẩy vừa qua đó gần mặt bằng đó, chúng ta đẩy còn cái chỉ còn cái mấy gem sau đó chúng ta đẩy tự động nhỏ cái tập hoàn thiện, nó là hai đầu lã lê vê ngoài đó các bạn. Nếu chúng ta đang chạy xe, chúng ta off road hoặc đi trong những đường rừng mà thời tiết hơi âm u đó các bạn, thì sơn chúng ta bị đứt sơn, và chúng ta không có đem theo cái mastering nữa, cái khóa sơn, mà may mắn là chúng ta có được cái cạo sơn, đúng không? Cạo sơn thì cái đó sẽ giúp các bạn thoát ra rừng, hoặc là các bạn rớt mất kiến cận thì các bạn chắc chắn các bạn không làm gì được, đúng không? Làm sao mà thấy đường để mà cạo sơn khóa sơn, chút pin nhỏ xíu nha các bạn ha, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề đứt sơn. Thì nếu như chúng ta đứt sơn trong rừng tối âm u như vậy, chúng ta không, hoặc là rớt kiến cận, chúng ta không thấy đường để cạo sơn mà chúng ta quên mang đi cái mastering, đúng không? Cái khóa sơn đó, thì chúng ta làm gì vậy? Thì khóa sơn thì chỉ có cách là sẽ sơn thế này, chúng ta lỗi cái pin về bên kia, sau đó chúng ta cắt cái mắt sơn mà bị đứt á, cắt ra, sau đó chúng ta dùng cái mắt này nó kế tiếp đẩy pin trở lại. Bây giờ không có kiến tối thui rừng sao thấy được, đúng không? Bên này sở trường của đàn ông. Rồi các bạn thấy nha, thì nhìn kỹ đây, các bạn thấy nó cái chút pin, mình không nói khúc này, không nói cái phần trên nha, không nói phần trên, mình nói phần dưới là cái phần pin á đi vào trong sợi sơn đây, xích. Thì các bạn thấy để ý nha, hai cái đầu sơn đây, sơn này sơn 68 thì nó sơn nó lồi vậy các bạn, đầu pin nó lồi lên, nó là lã lê vê, trong ngành cơ khí nó gọi là lã lê vê hoặc là tán lê vê, thì cái từ này mượn của Pháp, tại cơ khí là Pháp đem về Việt Nam mà. Lê-vê. Thì tôi biết dùng thôi chứ tôi cũng chẳng biết viết cái từ đó ra thế nào, mình cứ nói đại là đã lê-vê. Thì lê-vê lồi nha các bạn, lê-vê dương, còn đây là sơn chín đổ lên tới 10 thì hầu hết là sơn rất là mỏng, thì lê-vê là âm. Nếu mà lồi ra ngoài nữa thì nó cọ vô cái nít kia làm sao mà chạy được, nó bắt buộc phải âm. Thì các bạn thấy nó âm đây nè, thì nó lê-vê này á thì nó còn đỡ, còn lê-vê này á là nó lo. Các bạn thấy nè, quấn vô ngay giữa nè, tán ngay giữa hai cái đầu bên nó lo, giống như lo kèn vậy, đi ra vậy. Khi các bạn đẩy qua bên kia rồi thì cái đầu nó to hơn cái lỗ của mắt xích, thì các bạn đẩy là rất là khó, rất là khó. Thì lúc này chúng ta dùng cái cạo sơn đây các bạn, cạo sơn ha, lúc đó chúng ta dùng tay cảm giác và mò đó, tôi vừa nói mò đó, thì chúng ta để cạo sơn vào. Cạo sơn để sợi xích nha, tôi sẽ làm hình minh họa cho bạn xem. Thì chúng ta dặn vào từ từ đó, đến tới cái mắt tăng nặng là bạn là chút pin, hai cái đầu các bạn thấy nó tán lên về đây, đầu mặt bên đây và mặt bên kia, và mặt bên đây, mặt bên mặt trái và mặt phải đều tán lên về. Thì hai cái đầu nó lớn hơn khúc giữa, thì khi chúng ta cạo sơn này, chúng ta dặn vào thì nó hơi nặng tay, thì chúng ta cái mắt sơn này nè, khoảng cách nó rất là ngắn, nhỏ, chưa tới 1 cm, nhỏ hơn nhiều. Thật ra chúng ta phải làm từ từ, 1/8, nhỏ hơn 1/8 vòng, 1/4 vòng, rất là lớn các bạn. Thành ra rồi cái răng này răng nhuyễn đó nè, thành ra nó đi rất là chậm, các bạn phải từ từ, không được nhanh nha. Chúng ta dặn cạo từ 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 từ
cho nó bắt đầu tăng nặng nha, vô tăng nặng. Cái hai ba răng đầu á, dòng đầu á nặng. Là khi chút pin này nè. Đây, bắt đầu nó sụp vào bên trong. Nó qua khỏi cái lỗ của mắt xanh nè. Nó lỗ mắt xanh nó bóp mà, đúng không? Chắc chắn ai cũng nghĩ tôi bóp hết, đúng không? Bóp thì nó qua cái đó, qua cái mắt xanh đầu tiên các bạn. Là bắt đầu nó nhẹ. Nó nhẹ, lúc đó chúng ta xem biết nhẹ là chúng ta biết nó cái đầu xanh này nè. Đầu chút pin này nè và đầu chút pin này nè. Đã lọt qua bên kia rồi. Đúng không? Đã lọt qua cái lá sen đầu tiên, mắt cái lá sen đầu tiên. Sau đó chúng ta tiếp tục xây từ từ và nhớ cảm giác cái lực chúng ta dặn đó, nó đang nhẹ nhẹ dặn tới, dặn đến khi nào chúng ta tới tăng nặng cái tiếp là đầu chút pin này, đây đã đi qua, đây rồi, đây các bạn là nó đi tới đây nè, đó các bạn thấy không? Là đây đẩy xuống nè, đẩy xuống nè, đẩy xuống là đi nửa pin rồi đó, đi hơn nửa pin rồi đó, cái đầu chút pin này đã qua đến bên kia nha, qua đến bên kia. Thì nếu chúng ta lỡ tay mà chúng ta đẩy đi luôn là chúng ta phải cắt mắt xanh tiếp, là cái pin nó lọt ra ngoài rồi, không thể nào mà chúng ta lấy cái pin này chúng ta nhét lại cái pin gắn vô cái lỗ này, chúng ta đặt cảo nó được hết, bắt buộc đầu pin phải còn nằm trong đây. Cái pin, cái chút pin này phải còn nằm trong cái lá của mặt trái bên kia. Thì chúng ta nhớ đẩy tới tăng nặng đó. Chúng ta đẩy vô từ đến tăng nặng đó. Khoảng đi khoảng 1/4 vòng. Sau đó chúng ta lấy ra. Chúng ta dùng cái đầu ngón tay út bật nhỏ chúng ta đưa vào cái kẻ. Đúng không? Chúng ta xem coi cái đầu bên đây nè. Đó. Đây các bạn thấy đó. Có nó dài bao nhiêu. Thì chúng ta dùng sơn là chúng ta lắc ra đó, bẻ ra đó, có ra được chưa, hơi nặng đó, thì chúng ta gắn để vô, gá lại, dặn thêm 1/8, 1/4 dòng tiếp, cho đến khi chúng ta thử lấy ra nó dễ. Là tất nhiên, nghĩa là mình bảo đảm rằng chốt pin không lọt ra ngoài, và còn nằm trong mắt sơn phía bên kia, nha. Rồi sau đó, đó là cảm giác đó các bạn, nó cũng không có gì bằng mắt được, đúng không, cái cảm giác. Sau đó chúng ta lấy cái mắt xanh kia gắn lại, cái đầu kia gắn lại như vị trí tôi vừa cách nó gắn tôi vừa nói, gắn lại chúng ta cạo để vô, chúng ta đẩy từ từ thì lúc đầu nó sẽ nhẹ, tại chút pin còn nằm bên đây đúng không, chưa qua được thì đẩy nhẹ nè, cái đi ngay qua tới bên kia, qua tới bên kia là tăng nặng ra, các bạn đầu nặng tay, các bạn sẽ từ từ tiếp đẩy vô cho đến khi cái tăng nặng hơi giảm nhẹ là các bạn sẽ lấy sợi xích ra khỏi cạo sơn, chúng ta dùng cái đầu ngón tay đó, đầu ngón tay chúng ta chạm lên cái gờ này nè bên đây và những ngay chỗ những mắt sơn mà chúng ta chưa cạo còn nguyên thủy của nó, xem cái độ dày cái đầu chút pin này nó lú lên cao không, coi so sánh coi bằng cảm giác nha, cái đầu chút này và cái đầu chút khác nó có cao không, thấp hơn không? Cứ thế mà chúng ta làm xong thì chúng ta cũng bẻ dây sơn, cuốn dây sơn theo hình cái dấu căn trong mình học toán từ bậc 2, 3, 4 cái dấu căn các bạn, ta lặn qua bên nhà, lặn qua bên trái cái xong sụp lại, lật ngược dấu căn trở lên qua cái qua phải cái cho đến khi sơn nó không bị kẹt, không bị rứt, ta chạy được.